bác cô chú anh chị quý khán giả, tôi đang ở chỗ 697 Hoàng Hoa Thám, thủ đô Hà Nội các bác nhé, trên phố cây cảnh ấy các bác. Thì hôm nay tôi đến thăm cửa hàng đá phong thủy Nguyễn Bình, chỗ 697 Hoàng Hoa Thám. Đấy, để xem bác có những cái tác phẩm đá rồi những cái mỹ nghệ rất là độc đáo. Vâng, xin chào khán giả. Vâng. Hôm nay đây là bác Nguyễn Bình và chuyên về đá mỹ nghệ và những cái đồ thủ công tinh xảo. Đấy, thì các bác anh em cây thì đều là có liên quan nghệ thuật cả, rất nhiều cái nhu cầu khác nhau. Hôm nay đến thăm nhà bác Nguyễn Bình ở địa chỉ 697 Hoàng Hoa Thám để xem bác có cái gì các bác nhé. Hôm nay bác giới thiệu nhà có một cây đào rất là đẹp, cây đào nó gọi là đào Thạch Anh bác nhỉ, đào Thạch Anh. Cây đào Thạch Anh Hồng. Đào Thạch Anh Hồng. Tại thì cây của mình nó là đang cao nhất Việt Nam. Cao nhất Việt Nam, đấy là đang giữ kỷ lục rồi. Nó đặc biệt nhất là cái cây này là cái lá và cái quả là bằng đá và cái thân thì bằng gỗ, đấy là cái khác biệt lớn nhất ở trên thị trường hiện nay. Lá và quả bằng đá, thân bằng gỗ chứ không phải là bằng nhựa hay là chất liệu khác. Đá là đá Thạch Anh đúng không ạ? Đá Thạch Anh. Trước khi đến với cái cây đào thì tại vì là cái cây đào đang để một chỗ khác đúng không ạ? Thì đang ở bên cạnh thì xin phép là quay những cái sản phẩm mình đang có ở đây để bắt đầu từ ngoài đi. Bác mình có thể chế tác về bác có thể giới thiệu đá quý, đá phong thủy. Vâng. Thì các loại đá. Các loại đá và đặt hàng theo yêu cầu đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như ở đây cái tủ bên này bác có thể giới thiệu mình đang có cái gì đây. Ở đây thì mình trưng bày một số cái loại sản phẩm về đá quý, đá phong thủy. Cửa hàng của mình chủ yếu là những cái sản phẩm về Thạch Anh, Mã Lạc. Anh. Đấy, ví dụ một số cái loại của thạch. Bác có thể giới thiệu đây là đây đá là gì? Cái vỉa Thạch Anh vàng. Thạch Anh vàng. Đây là cái vỉa từ những cái hang động vỡ ra. Mà hoàn tận dụng cái này để mình làm cái vỉa hoàn toàn tự nhiên đúng không? Hoàn toàn tự nhiên. Cái này có trưng bày bàn làm việc nên là kích hoạt cái tài lộc. À, rất là tác dụng. Thì hỏi bác thì là Thạch Anh thì nó có rất nhiều loại không? Thạch Anh thì nó có nhiều loại và đầy đủ sắc màu, từ màu trắng cho đến màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu đen. Thì những cái Thạch Anh này nó ở trong lòng đất, nó trải qua hàng triệu triệu năm thì nó nằm trong cái lòng đất, nó tích tụ và những cái năng lượng ấy gọi là những cái tinh túy từ đất trời ấy. Khi mà mình khai thác lên thì mình sử dụng nó và dung nạp lên, dung nạp làm cho cái trường khí nó tốt lên. Ví dụ như đây là một viên màu tím đúng không? Đấy, đây là Thạch Anh tím, có viền. Thế thì nó có quy định là màu nào quý hơn không? Thường là Thạch Anh thì nó có những cái màu Thạch Anh tóc là quý nhất. À, tóc nó màu gì ạ? Tóc thì mình hiện đang có những cái sản phẩm này. Đấy, rất nhiều thứ hay ho cần học hỏi thêm. Chắc các chuyên gia, các bác mà chơi đá thì chắc là biết cả, nhưng mà xin phép tôi chưa chưa thạo lắm nên tôi tìm hiểu. Đấy, đây. Ví dụ như là những cái hàng Thạch Anh tóc vàng này nó đây rất nó là có quý, những sợi sợi trong này nó là quý nhất trong cái các dòng Thạch Anh ấy. Nó có sợi sợi đây ấy. Và nó càng trong càng đẹp thì giá trị nó càng cao, nhìn nó sâu được bên trong chưa? Như những cái vòng như này thì mình bán như nào? Cái giá vòng Thạch Anh thì nó dao động từ khoảng 600.000, thậm chí như cái vòng này thì nó có giá là vài triệu. Và một vòng là thường mình để bao nhiêu viên? Thường những cái vòng người ta sẽ đeo theo cái ngũ hành tương sinh hoặc là theo những cái số đẹp, số 17, số 21 chẳng hạn. 17, 21. Đeo theo cái quy tắc là sinh lão bệnh tử. Rồi. Đấy là đeo theo số đẹp. Đây còn rất nhiều Phật bản mệnh, vòng đeo tay, có cả vòng đeo, đây là vòng đeo cổ đúng không ạ? Chỗ này là mình bán buôn cho các cửa hàng. Đấy, có cả đồ buôn các bác nhé. Hoàn toàn là bằng đá hết đúng không ạ? Bằng đá. Này. Màu tím tím này rất đẹp, nó là đá gì đấy? Đây là mắt hổ. Mắt hổ. Mã não. Mã não. Đây là Thạch Anh
trắng. Rất là nặng. À, trắng tinh khiết nhỉ. Trong suốt luôn. À, nhìn nó trong suốt thôi nhưng mà khi à. Mà mình soi cái kính núp mà nó vẫn có mây bên trong. À. Đấy. Đây là một trong những yếu tố mà mình nhận biết. À, thẩm định đấy, thẩm định đấy. Đấy, thẩm định. Hay quá. Trầm mà nó mát hơn. Những cái này là màu hoàn toàn tự nhiên của nó đúng không? Màu hoàn toàn tự nhiên đấy. Hay quá. Đây mắt hổ. Mắt hổ. Mắt hổ lâu vàng. Thì bạn mua những cái mắt hổ trên thị trường hầu như là nó ít bị làm giá. Nhất là đá này này. Đá này nó rất phổ biến ở một số quốc gia châu Á, châu Âu đều có. Mắt hổ. Những cái vòng đá khác nhau thì có giá khác nhau đúng không? Đúng rồi, nó theo cái ví chất dụ lượng. Như ở bên này là là để làm cho đeo cổ đấy đúng không? Làm hay vòng đeo cổ để lần đấy đúng những cái đồ thời trang lần đấy. Thì nó dao động trong khoảng bao nhiêu tiền một cái vòng này? Vòng này nó có giá từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng. Rồi, ok. Như là nhất là cái vòng thạch ngọc lưng. À. Một cái vòng cổ này có giá là 3 triệu. 3 triệu. Hoặc là cái thuốc mali này. À. Vòng này có 4 mm thôi. Nhưng mà cái chất của nó đẹp. Càng bé càng khó làm đúng không? Dạ, còn bé là rất khó làm. Cái thuốc Marlin thì nó thuộc nhóm đá quý rồi. À. Còn như những cái vòng như này chẳng hạn, nó màu đen nhưng mà giá trị nó rất rẻ. Rồi, ok. Nó tùy theo cái chất lượng đá. Rồi, hay quá. Đây là gì đây? Đây là, nó gọi đá gì đấy? À, đây là san hô. San hô. Cái này để mix vào những cái này. À. Hoàn toàn là do mình gia công mình làm hết luôn. Ở mình gia công ít, chủ yếu là nhập. À. Nhập còn cây đào là do mình làm. Đây, còn những cái vòng vòng tay. Uống nước. Vâng. Còn những cái vòng tay đây, em sẽ xin phép là đi một lượt. Đây. Tay. Rồi vòng tay. Cái vòng ngọc. Vâng. Đấy. Vòng ngọc xuất kỳ. Rất là đẹp. Bác nào mà sắm cho chị em mà thì... À. Hợp với từng mệnh này, sau đến đây là được tư vấn hết. À. Hợp với cái gì, màu gì, đá gì. À. Mỗi cái bản mệnh thì nó thương đấy. Nó có cơ địa đấy. Tương ứng với loại đá khác nhau. Có cả như đấy. Phật bản mệnh đây. Rồi nhẫn đá, đấy. Nhẫn đính đá. Nhẫn đính đá. Mình có từ cái hàng trang sức. À. Hay quá. Đây để có một chờ em một chút, em thấy cái khối thạch anh đẹp quá em phải quay. Đấy. Như cái khối thạch anh tím này thì có giá trên thị trường khoảng bao nhiêu bác? Giá trên thị trường nó tùy vào cái màu sắc đậm. Ví dụ như cái này nó dao động từ 700 đến 800 một kg. À, bán theo kg không? Cái này nó cao chắc khoảng... Cái này cao là 1m02. 1m02. Nặng 83 kg. À, rất nặng đấy nhỉ. Nặng. Cái này nặng lắm. Đấy, nhìn các dòng mã lão của Việt Nam. Nhìn này, lấp lánh luôn. Đấy là không biết bạn qua để mình có thể là mình vâng. Có thể là lau dọn nó đúng không? Đấy, các bác mà chơi rồi thì nhìn thì biết ngay thôi. Không cần phải quá cầu kỳ. Một số cái ngọc của ngọc. Myanmar. Đây là ngọc phỉ thúy. À. Nhiều người ta đang nhầm lẫn về ngọc cẩm thạch và ngọc phỉ thúy. Bởi vì phân biệt như thế nào? Đấy, cẩm thạch thì chất nó kém hơn, còn cái phỉ thúy thì nó chất lượng nó trong và cao cấp hơn được gọi là phỉ thúy. Ở Việt Nam thì nhiều người định nghĩa về sai lầm về cái loại. Nói chung là phải đi sâu thì hiểu. Vâng, những cái này bác phải đi sâu thì không rồi. Đấy thì qua đây là cũng học hỏi luôn. Đây, những cái kiểu như kim tự tháp này gọi là bác làm cái gì đây? À, cái kim tự tháp này là cái tháp năng lượng. Tháp năng lượng. Nó mục đích là làm cái giảm bức xạ điện từ. Hai là chịu bóng đè. À, chịu bóng đè. Đấy. Nếu mà bác thiện quay video nên đấy. Mình cũng có thể kiểm chứng cho bạn xem về giảm bức xạ điện từ. À. Để theo bác ý xem, nó là khoa học đấy,
không phải có cái gì là mê tín đâu, khoa học. Mình ký nhận chút nhé. Dạ. À, mình có cái máy này gọi là máy gì đó? Đây là máy đo về cái bức xạ điện từ trường. Bức xạ điện từ trường. Đó. Đây là bức xạ mà nó đang chạy. Chút. Khi mà đặt cái tháp này nó sẽ làm giảm bức xạ đi đáng kể. Từ dạ. 500 thì nó giảm xuống còn hơn 300 khi nhấc ra. À. Đấy. Bác thấy kỳ diệu không? Đấy, nó làm giảm bức xạ xuống. Ừ. Tức là những cái bức xạ này nó gây không tốt cho... Đúng rồi. Sóng wifi này, rồi sóng của vi tính. Nhiều trong đọc một số bài báo thì cái sóng của vi tính thì ảnh hưởng lâu có thể dẫn đến vô sinh. Mà môi trường bây giờ thì quá nhiều các loại sóng sánh. Đây. Từ điện thoại rồi các nhà mạng rồi các thể loại wifi. Ở những cái này nó có chứa đá thạch anh và một số các mặt thì kim loại thì nó đấy. Nó bị chặn các bức xạ ở đây rồi. Đấy, thấy rất nhiều lớp. Đấy. Đấy, có cả đá thạch anh, hình như đá thạch anh là lớp cuối cùng dưới đúng không? Đây, mình đang hoàn thiện được phiên bản vàng. Những tháp rất là cỡ lớn hơn đây. Đây, nó giảm nó mạnh rất, hơn, nó mạnh nó hơn, mạnh hơn. Ví dụ như cái này nó làm giảm mạnh hơn này. Ở đây là có cả vàng này. Ở đây là vàng 24K mỏng. Vàng và rất nhiều lớp khác nhau. Đấy, với điều kiện là mình phải đặt cái máy tính có 4 vị trí góc, mình phải đặt một trong những cái 4 vị trí này nó sẽ triệt tiêu những cái thông thường thì những cái này mình sẽ bày trí ở đâu trong nhà? Mình bày vào vị trí bàn làm việc và phòng ngủ. Bàn làm việc, phòng ngủ thật bỏ để nhất là phòng ngủ, những cái chỗ mà mình thường xuyên mình làm việc, mình nghỉ ngơi. Chuyện đây là giới thiệu cho bác về đẹp. Cái thấy nó đẹp quá. Đây là cái quả cầu lông công à. Nó có nhiều tên gọi như là Mana Chai, Trung Quốc thì nó gọi đá khổng tước à. Mình thì gọi lông công, nó lông rất công, giống lông như công là vân, nó đuôi của lông công. Ở quốc vương Brunei này, mấy một số tổng thống của Nga người ta chuyên sử dụng cái lông công này để làm giảm cái bức xạ. À, nó là đá tự nhiên đúng không? Đá tự nhiên hoàn toàn. Nó gọi là đá lông công ạ. Lông công Manachit. À, Manachit. Quả cầu này là nặng là 3.5 kg. À. Để kiếm được cái, để làm ra một quả này nó rất đặc biệt, có khi phải mất vài tấn đá. À, sao rồi? Bởi vì lông công nó là một cái thể rất là rỗng. Nhìn cái viên mà nó đặc, nó dày là khoảng 30-40 phân. Nhưng mà khi cắt vào bên trong toàn đất đá, nó rỗng ruột, nó không thể đặc xít như này. Nên là giá thành nó rất là cao. Nhưng cái vân này là tự nhiên đấy. Vân tự nhiên, tự nhiên đẹp. Cái này nó giảm bức xạ điện từ. Thì mình cũng đặt cái chỉ một viên này nó có giá thành là bao nhiêu? Như viên này nó rơi vào 90 triệu. Hay quá. Giá thị trường thì nó có thể nó cao hơn. Cầm một tí cho sướng. Ủa, rất nặng. Những cái quả nhỏ thì giá thành nó nhỏ hơn. Kể cả mình rèn luyện sức khỏe, mình cứ lăn lăn ở tay hoặc là bày trí cũng rất là đẹp. Vâng. Thì có nhiều kích thước, Mình chịu khó xem thời sự của tổng thống Nga Putin hoặc là quốc vương Brunei. Đây, thấy có mấy quả đây. Những cái loại này thì là đá khác đúng không? Đây là thủy tinh núi lửa. Những cái loại này nó phổ biến trong thị trường. Trong này nó là những cái gì hay là? Đây là những cái bao thể của... Nó là của tự nó đúng không? Chứ không có cái gì vào đâu. Đúng rồi. Thủy tinh núi lửa trong tự nhiên là nó là khá nhiều, cho nên giá thành nó rất là rẻ. Đây là một quả cầu lông công. Đấy, quả này nhỏ hơn đây. Quả này nhỏ hơn, giá thành nó rẻ hơn. Đấy. Ví dụ như một quả này nó chỉ có hơn 1 triệu đồng thôi. Đấy, chơi hai quả này lăn tay cũng được. Đấy. Rất nhiều. Nó theo cái kích cỡ, cứ càng to càng đắt. Rất nhiều. Đây một số cái đá thô rất mềm, nó hay bị rỗng. Thì mình vứt bên trong thì hơi khó nhìn. Đây này. Đấy, nó đây là viên lông công. Rất nhiều thứ. À, cái viên xanh xanh đúng không? Đấy, viên xanh xanh. À, nó rỗng rỗng đấy. Nó bị rỗng. À. Mà à. Loại này nặng lắm. Cái đường kính 50-50 nó cái màu tự nhiên nó đã đẹp rồi nhỉ? Hơn 2 tạ. Đẹp, rất đẹp. Quả cầu lông công của mình cũng thuộc dạng khủng ấy.
nhìn đơn giản đấy thôi. Thế còn cái quả như quả đất này thì như đây như trái đất của mình này thì đây là lapis. Lapis tên đầy đủ của khoa học là lapis lazuli. Nó cũng trong cái phong thủy nó là chấn tà. Nó có loại năng lượng. Cái đá này nó có trọng biến hay là quý hơn cái đá kia không? Cái đá lông công hay không? Lông công nó vẫn đắt hơn. Lông công đắt hơn đúng không? Chắc các loại đá là nó theo cái chất lượng và cái vẻ đẹp nó cấu thành cái giá thành nó khác nhau. Cái viên này nhìn như mộc. Viên này mắc khổ thôi. Đấy. Nó cũng phổ biến trên thị trường mà. Vậy. Hàng này thì nó có 800-900 nghìn một kg. Đấy. Đây là calcite. Calcite thì Thạch Anh đây. Hai quả này nhìn nó cái lá giống nhau. À đây rồi. Đấy. Thạch Anh. Đấy, đây là Thạch Anh trắng. Hay. Còn quả màu xanh này thì là nó là đá gì? Đây là xanh clorit. Nói chung là rất nhiều loại đá đúng không? Đi dần dần tìm hiểu. Đây. Đây có phải là Thạch Anh không? Thạch Anh vàng. Loại này nó 14 triệu đấy. Đấy. Nhìn nó cũng có những cái sợi ở trong. Quả cầu. Rất nhiều những cái đồ và mọi người hoàn toàn có thể đây là các loại mã não tin tưởng và đặt làm những cái sản phẩm cho riêng mình hoặc là đến đây chọn những sản phẩm sẵn có như này. Những cái này người ta thiền, người ta sử dụng và là để massage. Đây là mình cứ liên tục bài cái xuống như này thôi. Wow. Căn bán là đây không có chỗ để không khi giải ra. Vâng. Nhiều khi cho khách chọn. Trên phố thì nó hơi chật chội các bác thông cảm. Có thể đến tham quan, quan trọng là chất lượng. Đấy. Chất lượng. Giải ở đây có vẻ là làm giám giá trị gì mà. Đây là Thạch Anh trắng. Nó mọc từng búp một. Nhìn kiểu như nhũ đá. Mình còn làm cả tranh đá quý đúng không ạ? Có chứ. Đấy. Có thể đặt hoàn toàn những cái sản phẩm bằng đá bất kỳ đều có thể gia công hết. Lát mời bác đi chiêm ngưỡng cây đào. Rồi, đấy tí nữa là cái quan trọng nhất các bác nhé, theo dõi cái cây đào. Cây đào theo mô tả là rất độc đáo và nó cái này khá là đặc biệt. Khoe các bác. Đấy. Có cả cái chân giò kìa. Chân giò. Bác ăn cơm. Đây là hoàn toàn bằng đá hết. Mâm cơm này. Từ cái đĩa cho đến một số thịt đây đúng không? Đây là calcit. Đá calcit. Làm rất giống cái chân giò. Đấy, quả ớt này, rồi miếng thịt này. Đấy, quả ớt bằng đá, mọi thứ bằng đá hết. Đấy, miếng thịt đây, miếng thịt ba chỉ đây rồi. Miếng thịt ba chỉ. Nói chung là cơm rượu. Cơm rượu thịt đấy, trứng. Nói chung là no đủ cả năm. Trứng luộc. Có người ta mua trưng bày ban đấy, thờ. Hay quá. Làm một cái tủ như này cũng rất là hay nhỉ. Đấy. Đáng lẽ ra mình phải làm cái tủ 70. Trước 70 thì cho cái mâm cơm nó phong phú hơn. Các bác có thể hoàn toàn có những ý tưởng riêng mình để làm những cái rất độc đáo bằng đá. Mọi thứ mình đều hay sưu tầm những cái đồ độc đấy, có giá trị đấy. Cao nhưng mà cũng đấy. Nhiều khi là đấy, bác cũng có chơi cây với anh em nhé. Đấy. À, đây giới thiệu các bác là đây là cây giá thôi. Được anh cây là cái thân thì gỗ thật đúng không? Thân gỗ thật, cái cây này nó đấy. Bị cây sam núi đấy. Sam núi nó bị khô chết đi. Mình làm cây lúa và cây chơi trong nhà. Các bác thì cứ hay vứt cây này đi thì em cứ tha về em đẹp. Gắn đi na giá mà. Cây khung nó đã đẹp rồi. Đấy, nhiều bác thấy trên hội cây than cây chết mình vẫn được. Tái sử dụng được. Đúng rồi, mình làm được. Ra là ở nước ngoài những cái cây chết người ta làm đẹp mê ni luôn. Cũng có nhiều anh em làm thủy sinh rồi các thứ nhưng mà đấy. Nhưng mà thủy sinh thì thấy nhiều rồi. Vâng. Bên nước ngoài chơi, nhất là Đài Loan, Hồng Kông. Chơi như này thì chắc là không bao giờ hỏng rồi. Đấy. Và có thể giải đá ở dưới. Mình có những ý tưởng là quan trọng là ý tưởng thôi. Còn đá quý thì ở đây cung cấp sẵn rồi. Chanh này, các loại chanh đá. Đấy, để cá thì mình
đấy, hay là mẫu một này mình sáng tạo làm ra thôi, hay là một bể cá đấy các bác, vải lũa gì? Lũa thì mình gắn rêu vào thôi đấy, nhìn nó như là cái chỉ ở đấy, ở dưới là như nhiều viên đá màu đẹp rất khác nhau, rất sinh động. Cái lũa giống như con rồng. Nghệ thuật là sáng tạo mà, sáng tạo không ngừng nghỉ. Chất liệu đá quý thì mình có đây rồi, thì mình nghĩ ra những cái thứ hay ho để mình chơi, mình thưởng thức. Đấy. Và anh em bạn bè đến. Là để kho thôi. Vâng, và anh em bạn bè đến là cùng tâm đắc và cùng chiêm nghiệm thì rất là vui. Okay, các bác. Đấy. Tí nữa sẽ ra quay cái biển hiệu nhà mình để cho anh em biết địa chỉ đến. 697 Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội nhé. Phố chuyên cây cối đấy, chuyên phố nghề cây cảnh đấy, phố nghề cây bonsai đấy, chợ bonsai đấy. Đấy, số 697. Nhiều những cái tranh đẹp. Đây là cái Uchinza. Đây là Uchinza và Ia của Mỹ. Đây là cái đoàn địa chất người Pháp trong cái bảo tàng địa chất. Các chuyên gia về đá quý đây. Thì năm 2015, 2014 thì họ đến đây thì mình bán một cái viên spinel hiện đang ở trên bảo tàng của người ta. À. Là muốn bán giá nó rẻ. Giá rẻ là để vào cái viên đấy, để vào bảo tàng. Hay quá, tức là mình đang sở hữu khá nhiều những cái đồ hiếm các nhỉ. Ví dụ như vừa nãy cái viên mà bác bảo lúc em đến là cái gì nhỉ, thiên thạch thì cho khán giả xem qua một chút nó như nào và mình giới thiệu vì sao nó đặc biệt ở chỗ nào. Đây là thiên thạch nhà mình cầm lên một tí, mình không bán. Đây nói rõ các bác là mình không bán nhé. Không bán các bác. Bởi vì mình cũng đi giám định tại Việt Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh là họ không kết luận cho mình là thiên thạch. Thế nên các bác chơi các bác lưu ý nhé. Đam mê thì mình cứ mua thôi. Đấy. Đấy. Và giá thành của nó thì địa chất khoáng sản ấy họ sẽ cấp cho mình cái bảng phân tích thành phần và những cái mẫu vật này mình đi so ở cái bảo tàng địa chất ở Phạm Ngũ Lão. Mình so đối chứng những cái cấu trúc ở bên này và cái bảng phân tích thành phần ấy, mình đối chiếu với số liệu gốc, cái mẫu vật gốc. Toàn bộ là có những cái số liệu khoa học hết các anh. Đấy. Đây đầu tiên thì tiện mình cũng khoe ở đây. Đấy. Nhưng mà mình không bán. Nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà thực sự là rất quý đấy. Đấy. Cái vòng màu xanh kia đẹp không nhỉ, vòng xanh. Đấy là mình sưu tầm thôi. Đấy. Ok bác, rất nhiều sản phẩm. Tí nữa xin phép sang. Đây là vòng của Long Công. Vòng Long Công. À Long Công. Manasai. Đấy. Khi mà làm Công ấy. Những cái đồ nhỏ này nó rất là phổ biến. Thử đeo đi. Đẹp. Những cái đường vân rất đẹp. Nhiều vân đẹp quá. Đẹp. Cái này ở cái cung điện hoàng gia của Nga nó bảng ghế ở những cái cột tường này. Đây là thực chất là khoa học ứng dụng và phong thủy chính phái đấy. Thì rất là tốt, không có ám ý mệt gì. Nhiều người tin rằng đá Long Công của nó kích hoạt đi công quan luôn. Và quan lộc đấy. Thực sự là nó rất là có tác dụng. Hay xem cái thời sự của Malaysia, mấy của Indo hay thấy mấy cung điện của quốc vương. Đúng rồi. Xuất hiện thời sự rất nhiều. Chính xác. Đây. Ok. Để em ra xe quay cái biển hiệu nhà mình. Đấy, bên ngoài khá là ồn quá nhá. Sáu chín bảy Hoàng Hoa Thám quá nhá. Số điện thoại đây. Cửa hiệu bên trong. Nó ở gần đầu bưởi với lại Hoàng Hoa Thám quá nhá. Đấy, ngay phía đầu bưởi Hoàng Hoa Thám.
Ok, cảm ơn các bác. Hy vọng có những các bác có những thông tin thú vị và thấy thích thú các bác nhé. Sang chỗ xưởng làm cây đào các bác nhé. Các bác chiêm ngưỡng cây đào thân bằng gỗ và quả và lá bằng đá thạch anh các bác nhé. Đấy, có xe. Em đứng từ trong ra ngoài cho đỡ ngược sáng. Đây, các bác nhìn giống một cây đào tiên chưa? Đấy. Cảm quan ban đầu là thấy một cái cây đào rất cổ thụ, có quả xanh, quả chín và có lá, thân rất là đại thụ. Đấy. Thì cái cây này là kích thước nó là bao nhiêu bác nhỉ? Giới thiệu bạn là cây này là kích thước cao là 2m68. 2m68, số đẹp quá nhỉ. Đấy, số đẹp. Cả từ quả cho đến lá thân đều số đẹp hết. À, thế bao nhiêu có bao nhiêu quả vậy? Đây là 108 quả. 108 quả. Bao nhiêu còn những cái đặc điểm gì nữa? Lá thì sao, có đếm được không? Lá thì mình sử dụng bằng cái lá mã não. Lá mã não, đá mã não. Đây là hiện tại là mình đang hoàn thiện là khoảng được khoảng 95%. Rồi. Đấy, sau khi là mình sẽ vẽ những cái phần thân này. À. Còn và còn gia công thêm nữa. Đấy. Bây giờ là xử lý độ bóng. Bây giờ là hoàn thiện phần thô rồi. Đấy. Thì hôm nay là bác chơi, bác đến nhà em chơi này, em giới thiệu. Đấy. Gọi là đến đường đột các bác nhé. Đấy. Giới thiệu luôn. Đây. Hoàn toàn tự nhiên. Cái này đặc biệt nó có thể đung đưa trong gió. Đấy. Đấy. Mình làm cây này là khác biệt, độc đáo nhất là nó là thân gỗ và cái bằng đá. Tất đấy. Cả cái cây đào trên thị trường hiện nay thì nó chủ yếu là thân của nó làm bằng nhựa composite và lá của nó cũng làm bằng nhựa. Đấy. Các bác nhé, cái cây này độc đáo hơn ở một chỗ là trên thị trường ấy thì thường là toàn bằng nhựa thôi. Bằng nhựa. Đây là mạng. Đấy, thì bây giờ ở đây là hoàn toàn và thân là gỗ thật, còn lá và quả là bằng đá, tự nhiên mà toàn là đá tốt. Đấy. Đấy. Soi đèn rồi bác xem. Đá mã não. Đá mã não. Đấy. Hoàn toàn kiểm chứng luôn được. Và đây làm mình... làm một rất nghệ thuật, có thể là dung dinh được lá. Dung lá có thể dung dinh được. Đây là chưa hoàn thiện. Và có quả xanh, quả chín. Lá quả chín, quả xanh. Lá thì có lá non. Đấy. Lá non và lá già. Còn quả là mình làm bằng đá thạch anh đấy, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Thì mình muốn giới thiệu đây là có khi là sau cái cây này thì cũng có một số xưởng làm. Thì bây giờ trên thị trường hiện nay chủ yếu là cây của nó nhập Trung Quốc nhiều. Nhập Trung Quốc. Và bạn cái search Google thân và lá nó là đa phần nó đều là cái nhựa composite. Trong chuyên môn cái này, cái cây này bác gọi là cây gì, cây đào hay là cái cây đào thạch anh hồng? Cây đào thạch anh hồng hiện tại nó đang là phá kỷ lục Việt Nam. Cây đào thạch anh hồng được tạo dáng như một cây bonsai. Cây này có thể tăng lên độ cao khoảng hơn 3 mét. Tăng lên kiểu gì bây giờ? Mình cho vào chậu. Rồi đấy, hoặc là làm một cái giá, cái đế, đúng không? Tăng lên. Hoặc là xử lý cái phần ngọn kia nó có thể cao khoảng hơn 3 mét. Đấy. Đấy. Hơn được đá. Mình giới hạn về cái số đẹp. Và làm rất chắc chắn cho nên là yên tâm vận chuyển khắp mọi nơi được. Đây là trước đây là cũng có một số xưởng làm một quả đào khi mà nhấc ra nó hay bị rung. Đúng không? Đấy. Bởi mình vì... có cái kỹ thuật rất đặc biệt để khoan từ cái khâu khoan thôi đến khâu xử lý keo gắn chốt ở đây. Nói chung là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Không sợ bị rụng gãy gì cả. Đấy. Bạn nhìn nhé, những cái cuống này nó có những cái lông này rất giống như cái cuống giống đào tự nhiên này. Thạch anh. Quả màu hồng này là thạch anh này. Còn quả màu xanh thì là đá gì ạ? Quả màu xanh là thạch anh xanh. Thạch anh xanh đúng. Tên khoa học nó là Aventurine. Đấy. Cây này là hoàn thành trong vòng 2 tháng. Hai tháng. Rất là kỳ công. Kỳ công.
và kỳ công cái và thẩm mỹ của nó phải là gỗ tốt. Nếu như cái gỗ mà gỗ thường ấy, thì khi mà lắp quá vào cảnh nó sẽ bị gãy những cái gương đấy. Cái thân gỗ là có chân bệ, là một cây gỗ tự nhiên ấy, chứ không phải là ấy. Đấy, rất là độc đáo, lũa lên rất đẹp. Lũa đẹp mà. Rất đẹp. Khi mà mình mang cái cây này, có nghề có mua cây. Nhưng không? Cây này mà người ta đặt bác đúng không? Là... Cây này thì hiện là mình đang làm, mục đích là trưng bày. Tại cửa hàng là muốn... Đó là một sự độc đáo. Và muốn phá kỷ lục. Chân gỗ này rất đẹp, phần lúa này, phần lúa tự nhiên này. Cái này là hương đỏ mà. À, cũng hương đỏ. Hương đỏ đấy, các bạn nhìn và xoa chỗ này. Nhìn chỗ này nó đỏ này. Nó hay. Nó là loại cây gỗ tốt đây. Vâng. Có người bảo là hương huyết. Nhưng mà mình... Màu rất đẹp. Nó rất hợp với cái làm cây đào đây. Cái này mà đấy, là biệt thự. Mà kiếm đấy. Kiếm một cái thân gỗ hương như này chắc cũng khó đấy. Rất là khó. Rất khó, rất khó. Đây là lúa ngâm trong nước chứ không phải là mình tạo. Đúng rồi, nuôi lũ tự nhiên. Cái phần này là phần tự nhiên này. Các bác trong nghề bác biết. Đấy, tự nhiên này. Đấy, nó chạy cũng gần dễ, bệ dễ, nguyên gốc của nó đây. Đây, nó nộn với tầm đó. Đấy. Hoàn toàn yên tâm rồi, độ chắc chắn, độ thẩm mỹ. Đấy, cây này giá mà nó được mà trong một cái không gian rộng rộng ấy. Xong rồi mình đứng mình quay phim thì các bác nhìn nó sẽ rất là hoành tráng. Đây. Mặt chính của nó đây này. Đi từ gốc đây. Cho 2m6 vào. Các bác làm bonsai chắc cũng hướng đến cái nghệ thuật này là cùng. Đấy, rất cổ thụ, rất cổ gọn chỉ đây. Và tay cành sum suê, hoa quả. Rất mình tốt. Muốn làm cái cây này là muốn thứ nhất là phá kỷ lục. Hiện Việt Nam mình có một duy nhất một người làm, mình là người thứ hai. Hiện tại cây này đang là giữ kỷ lục đây, đang giữ kỷ lục. Quả có những quả to nhỏ khác nhau, rất tự nhiên các bác nhé. Đấy, rất tự nhiên, thẩm mỹ. Ở Bắc Kinh có một cây nhưng mà chỉ cao bằng 1m85. Còn cây cao hơn ở bên Trung Quốc mình đi nhiều mình chưa thấy. Chứ. Đấy, mình là có những cái rất là khác biệt. Nhưng mà cây của Bắc Kinh nó không được đẹp này. Lá của nó vẫn là nhiều không có gì. Nó không bằng ba não này. Rất kỳ công, những cái lá như này cũng làm mất rất nhiều công mới được bao nhiêu cái lá. Nó quan trọng nhất là cái khâu làm lá. Và lá cũng thon dài nhiều như lá đào ấy. Rất hay. Mình sẽ chỉ lý phần cuốn lá đi. Đấy, và cái này chắc là ai đặt hàng là mình đều sẵn sàng mình làm đúng không? Đúng rồi. Đấy. Sẵn sàng làm. Đây là mình đang chuẩn bị ra cây thứ hai. À. Cao 1m6. Thấp hơn cây này. Dạ. Hy vọng là sau cái video này có những bác thấy cho mình những cái lối chơi và đặt những cái cây mình mong muốn, cái kích thước mình mong muốn. Không hẳn là ai cũng làm cái cây này. Quan trọng là cái chiếc lá. Thứ nhất là chất liệu, thứ hai là thẩm mỹ đều rất là tốt, thứ ba là cái độ bền chắc chắn đều rất tốt. Các bác nhé. Tôi chờ 6 tí. Đấy. Vâng. Chắc phân của nó là chắc bày vào không gian quyền quý là rất là phù hợp rồi, chắc không có cái gì nó có thể hoành tráng hơn được nữa rồi. Đấy, hoàn toàn là đá quý và gỗ tự nhiên với bàn tay nghệ thuật. Có những nghề có gỗ nhưng mà không thể làm tạo được ra rất hay. Đấy, các bác hôm nay cũng rất sẵn sàng chia sẻ những cái bí quyết rồi. Có điều là để quý khán giả hiểu và yên tâm hơn về cái sản phẩm này, về chất lượng. Đấy, chứ còn không có cái gì phải giấu giếm. Các bác.
rất độc đáo, vì kiếm được một cái thân gỗ hương như này rất khó. Đây cảnh phần thân gỗ mình cũng sưu tầm được khá nhiều thân gỗ. Đấy, rất độc đáo. Đây mình để mong. Vâng. Còn nếu như mà khách hàng đấy thích thì có thể là phun bóng lên. Đấy. Hoàn toàn là mộc hành. Đúng rồi. Cái phần xuống này là mình xử lý rồi. Yên tâm vận chuyển đi xa rất vô tư. Cây này nặng khoảng 300 cân. 300 cân à. Riêng cái phần quả nào của nó là nó rơi là 100 kg. À, quả riêng phần quả là 100 cân rồi. Và tổng lá, cây lá để tầm khoảng 20-30 cân. Đấy, 100 cân. Rất hay. Hôm khiêng cái thân gỗ này 6 người khiêng. Nhìn bình thường nhưng mà nó gỗ lặng. Nó vẫn là một thân cái gỗ rất là tốt mà. Cho nên là nó nặng mà, đúng không? Nặng. Hoàn toàn là lũa, nhưng mà sau đấy là gỗ thịt luôn. Thịt rất chắc. Ban đầu là cái ý tưởng mình làm cây đào nó đến đây thôi. Dạ. Sau đó từ cái phần thân này cho đến ngày mình sử dụng làm cái bàn trà. Ừ. Có cá ikushi. À. Cá ikushi. Hoặc là cắt ngang để làm một cái bàn trà. Ừ. Sau mình quyết định là làm cái này phá kỷ lục luôn. Đấy. Rồi. Đấy, các bác thấy có độc đáo không? Và có thích có một cái cây như này không? Có muốn một cái cây đào có kích thước cho riêng mình không? Bày trí trong không gian không? Liên hệ với bác Nguyễn Bình nhé. Địa chỉ như ở trên tôi vừa mới nêu, 697 Hoàng Hoa Thám nhé. Và có số điện thoại đấy rồi. Tiện thì các bác ghé tham quan và nói chuyện những câu chuyện về đá, về nghệ thuật, uống trà các bác nhé. Rồi. Và tận mắt được chứng kiến cái cây đào đang giữ kỷ lục này các bác nhé. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Bác Bình chào các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Cây rất là đẹp.